Xin chào quý cô chú anh chị em mình buổi sáng nha. Thì sáng nay lận trở lại đi thăm bảy chục cống nhâm chục đồng nha mọi người. Thì đọc video lận cũng xin chúc quý cô chú anh chị em mình thật nhiều sức khỏe, xem clip thăm bảy chục giải trí vui vẻ nha. Thì lâu lắm rồi lận mới ra được cái video là do lận bận bán hàng nè, muốn bán hàng rồi lận đi giao cho người ta, giao tới nơi luôn. Quý cô chú anh chị em này có nhu cầu thịt chuột nè, thịt chuột đồng, chuột cống nhâm bao làm thu gom luôn nha. Rồi chim cò, bồ câu, ga gàng đó, vịt trời, các loại rắn hổ hành luôn nha. Thì hôm nay lượng bán ngay chỗ cái điểm ở chỗ lượng ở là thị trấn Đức Hòa nha, ở gần cầu cá, cái đường lộ tỉnh 25 đó, cái đường đó đi hướng về Tây Ninh, Củ Chi, Bình Dương, Hóc Môn. Quý cô chú anh chị em nào có đi ngang đoạn đường lượng bán thì có ủng hộ lượng thì ghé ngay chứ cái vị trí lượng vừa nói á, là ngã tư sông Dầm Cỏ, chạy lên chút xíu tới thị trấn Đức Hòa là lượng bán còn đông đó. Còn quý cô chú anh chị em mà gần xa có muốn ủng hộ thịt chuột hay là bồ câu gà hoặc là trời á, thì số điện thoại của lượng là 0967672624 nha. Đó, lượng sẽ ghim trên màn hình. Lượng thì không bán ở trên YouTube nha, lượng chỉ bán bên Zalo với Facebook thôi. Nên quý cô chú anh chị em mình cứ bấm số điện thoại đó hoặc liên hệ trực tiếp cho lượng là được rồi. Rồi bây giờ lượng cũng tới điểm thăm rồi, giờ lượng tiến hành vô điểm thăm, lượng sẽ quay cho quý cô chú anh chị em mình cùng xem giải trí cho vui. Rồi ở đây là vị trí của điểm lượng đặt chuột rồi. Đó, lượng đặt theo cái đám lát đó, ở bên kia cò quá thì cò luôn rồi cô chú. Sáng nó xuống đang ở đám ruộng này, cò đỏ, cò trắng nhiều, bay mấy chục con luôn. À, lần đặt theo cái đám lát này, hôm qua lần đặt không có nước mà sao nay bữa nay người ta bơm nước rồi, không biết kết quả sao đây. Cái gì lúng dữ vậy, lần đặt múc bờ bên kia rồi lần qua tới kia rồi lần quay tiếp nè. Hôm qua lần đặt là người ta chưa có vô nước, hôm nay người ta xả nước vô cho lúa nè. Quá trời. Rồi, sắp tới đây có cái đầu tiên nè, mà cái luồng đi nó thì cũng cũ rồi đó. Hồi mùa nước á thì nó có ra đây nó ăn nè, mấy vỏ vậy là chuột cống nhâm không nha. Mà lưng đặt cái bẫy ngay đây thì giờ nước nó ngập, hôm qua không có nè, nó ra đây ăn quá trời. Hôm qua không có bơm, hôm nay bơm, bơm lưng đặt đây không biết có đâu rồi đó. Dính gì vậy? Ừ vậy cũng dính đó. Dính cái gì vậy? Ừ dính con chim. Trời ơi. Này rồi, con chim này kêu con chim, không phải chim bó nhát không biết nữa. Cái đầu tiên có chim rồi. Thôi kệ đi, cũng ngon, con này ăn ngon lắm á. Cái đầu tiên một con chim. Rồi, lượng lội qua tới bên kia rồi mới có nữa. Rồi, tới đây lượng được còn 8 cái nữa. 8 cái nữa, không biết kết quả như thế nào thôi. Hôm qua lượng đi ngang đây, cái chỗ này hổm lượng đặt 9 con rồi. Đây, cái luồng đây thì giờ nó cũ rồi. Ở đây thì lượng hy vọng nó ra mấy nước nó ăn, nên lượng đặt cặp theo mấy nước nè. Đây lượng con trái. Cái này ngập nước, lâu được cái luồng im gì mà cũng bị ngập nước. Ngập nước ướt chân là chuột nó không có đi. Hai cái. Hai cái rồi. Nắng gì kìa. Nắng gì vậy? Lại ha. Này, có chim gì ha. Đâu rồi? Đó, ngắn gì? Không biết ngắn gì, thôi đừng nên động nó. Rồi mình ra đây mình đặt thêm nè. 7 cái nữa. Ở đây mình đặt cái luồng này là luồng. Cái luồng này là mình đặt theo cảm hứng
Giờ không đi luôn. Con thấy nó đi ra đây nè. Nó đi lướt lướt cỏ nhẹ nhẹ xuống đây. Đi ra đây nó ăn. Đặt đại luôn. Tại dưới hoàng chiều. Không gà không có đi đặt nên nó đi trễ. Đặt kết quả nó. Cũng không biết sao mà ở đây giờ bơm nước lên nữa là hay. Lượng hay. Cái cơ hội dính được con chuột là khó. Ơi. Sao cái này xảy trời. Đây ngập nước luôn. Trời ơi xảy nè. Bật không vô nhà. Sao? Sao được con chuột mà cũng không được ăn? Cái luồng nó lại dẫn hết biết mà. Rồi, ổn khoan. Nước ngập. Hôm qua không có nước, hôm nay nước ngập trơn. Chết luôn. Chỗ này đi mò bẫy luôn. Cho mà thấy chiều nó lên xuống bất thường đó. Ở đây là con cá gì vậy? Đây này không sập. Hôm qua đặt không có miếng nước luôn. Này. Nước bỉnh bỉnh. Cái này cũng dính cá luôn. Trời ơi, quý cô chú anh chị em. Chiều nay mà dính gì? Thua. Đi theo cái loại này. Có đúng rồi. Như qua đây được còn 3 cái nữa. Chỉ cho cô chú anh chị nè, nó ra đây nó có ra đây nó ăn, nó ra đây nó ăn, nó đi trên cỏ, nhưng mà mình cỏ này nó không đi, không có luồng sao mình biết được, mình đặt sáng sớm mà đi đi lội động sướng. Đây luôn có hai cái hy vọng, hai cái này luôn hy vọng lắm mà cuối cùng cũng không có luôn. Rồi bữa nay chắc học thiệt quá. Mấy cái là hai hai bốn năm lượm qua đây đặt một cái đâu bên này, ngày này từng lấy luôn một cái nữa là xong, kết thúc chín cái này rồi. Đây, người ta đặt trước lượm nè, này rút đây nữa nè. Anh em nhà đồng nghiệp giờ dữ lắm. Bây giờ mình khuyên anh em nào muốn ra nghề bẫy chuột này thì thôi đi. Bây giờ người ta điện lệnh thu chuột là rất là nhiều luôn, mình thu thì không có số lượng nhiều, số lượng lớn nên không có dám nhận. Anh em nào mà muốn đi bẫy chuột thì mình đổi nghề khác đi. À, cái luồng này im ghê mà hôm qua không thấy thật. Cái luồng này là có nè. Thôi để cặp đây đi. Ủa cà na. Ở đây là đặt cặp rồi nước ngập luôn. Một cái nước ngập. Hai cái không sập luôn. Nước ngập hết trơn đừng đi hết nha. Cái này là chắc bật quá. Hai cái à. Hôm qua đi không có miếng nước luôn. Cái này sao mà nước lên dữ không biết. Trong kỹ lỗi đi đặt cực khổ cuối cùng. Không dính con nào cũng buồn thiệt. Đây lượng đặt cặp. Hy vọng cặp này ha. Rồi dính được một con. Đây. Đây. Có chứ không phải là không có. Đây. Dính được con phê. Con này cũng chà bá. Con này con cái. Anh em nào mà muốn nuôi chuột bầu liên hệ lên nha. Gửi về cho. Nuôi. Trải nghiệm. Rồi, sáng giờ được con duy nhất. Con này với con chim à, cũng được đi. Có thành quả là mừng. Ở đây luôn còn hai cái nữa. Cái luồng này tinh khô. Hy vọng luồng này chỗ này có người ta đặt rồi. Nhưng mà đừng đặt lại.
cái không sập. Trời ơi, cái hai cái không sập luôn. Chính được con nó cũng mừng. Đó cô chú anh xem, ở trên đó nguyên ao bự. Ao đó người ta câu cá dữ lắm nha. Đó. Thì mình đặt theo dập theo cái mấy cái ruộng này. Giờ chỗ con nhum nó cũng hiếm lắm rồi. Không phải như lúc đầu lúc mới ra đặt, lúc mới ra đặt là giờ ngày dính mười mấy con là bình thường, còn nay ngày dính được ba bốn con, bốn năm con, bữa nào trúng lắm là dính được sáu bảy con, bảy tám con hết cỡ rồi. Hay lượn gấp máy này thì ta đếm thăm lượn quay tiếp rồi, tới đám cỏ này lượn đặt được phía sau lưng nữa là mỗi bên bốn cái, lượn đi lên cái gòn kia nữa. Hồi tối qua lượn thấy cái nước ruộng này có chỗ cắm nhôm nó đi ăn với luôn cái ruộng, nhưng mà ông bơm nước rồi nên lượn đặt ở đầu kia có một cái hai cái gì nên không đặt nhiều, mà bữa nay chắc kết quả chắc cũng không được nhiều. Ở đây lượn đặt con cái trong đây, mình thấy cái luồng đi thôi sụp rồi, dính con gì đây giờ mà dính con chụp công nhâm ở đây, đây đừng con nữa đó. Cũng ngon, cũng ngon, chiếc chiêu bắn tỉa. Đây là cái đầu tiên dính chung nước rồi. Một con, ở đây vẫn còn ba cái nữa. Ba cái mà không biết có hay không. Bơm nước vô ngập nữa là xong luôn. Đây là đặt một cái. Vậy mà không dính đâu, nước ngập nữa dây chỗ đó đi một tình luôn. Dòng này lần còn hai cái nữa, cái nào tinh khô mới dính, cái nào dính nước là thua. Hôm qua đặt không có canh nước được, trong đây lần còn hai cái. Hai cái này nước ngập nữa rồi xong luôn rồi, nước ngập lĩnh vĩnh hết trơn rồi, còn gì nữa mà dính. Đây, nước ngập rồi. Đây cái này, cái lần hứng bên kia qua. Đây trời ơi, sao mà sáng dữ vậy, ba cái này nó sập không dính ra, bị trong đít luôn. Này lưng đặt thêm rồi mất cái bẫy gì mà không dính trời. Ngập nước nữa, coi cái gì coi nha, dính gì nữa em. Ngập 5 cái thôi. Dây nè, gì mà đặt dính được con chuột cơm. Trời ơi, mày đồ khóa hoài. Một cái vòng vòng đây thì lửng thắng nhiên đặt
chục cơm thôi, chục cống nó đi ra ngoài đó có, nhưng mà thấy nó hiu lắm. Mất à, đang còn chục cơm nữa. Hai cả hai con phải dính đều đều vậy cũng được, bị nước ngập chứ. Ở đây vẫn còn cái đặt đâu rồi. Đây có chuột cống nhưng mà không biết nó có vô không. Rồi dính con chuột cơm nữa tôi chưa. Ủa, có 4 cái mà. Đây có được không? Còn cái nữa. Mình chuyển cái này. Bốn cái, chín bốn con. Bốn con chục cơm, đèn cái này. Bội. Bốn cái bốn con, còn chiều phải bốn cái bốn con nữa. Được. Thôi lên gấp máy, chuyện có nhạc hoài. Rồi, tới tiếp tục đám lúa này lên còn có 6 cái. Đặt cái bờ này là 2 cái. Đặt hứng nè. Hứng nó đi trong lúa này đi ra mà qua người ta bơm nước ở đây nước ngập hết. Đặt đại. Không biết có gì không. Có đi thì dính, không đi thì thôi. Mà quan trọng cái bẫy còn hay không. Ồ, cái bẫy gì mà không tập luôn ta. Một cái. Đặt cái luồng này lên đặt. Hy vọng mong manh. Nhưng mà có dính là dính con bự. Hoặc là chuột cơm. Mà giờ nước cái luồng này còn là cơ hội dính khó lắm. Cái này nè, có cái luồng này giờ nó đi. Nó đi nó sửa hình thành này nè. Đặt đâu đây một cái mất tiêu. Dính chút cơm thôi. Nói là có mà. Con. Đây cái nữa. Cái này dính chút cống mới được chứ. Đó, có chim sẽ hẹp. Đơn giản và đơn giản. Đây được một con nữa. Là 2 con. Cần khi đi xa. Đặt vòng vòng. Cái chỗ nó cũng ra ảo ảo. Ở đây lần có 1 cái. Cái xong lần qua bờ lúa đó, 2 cái nữa là hết. Đi gần nhà chó sủa ghét. Hy vọng cái này à. Đâu rồi. Cái luồng nó đi cũng thấy cũng bự lắm mà lần đặt. Trời ơi. Cái nằm há hồng. Rồi. Cái xuống đây lẫn còn 2 cái nữa. Lúa đây người ta làm đã không? Đó, mày cũng chỉ mở nhát đó. Đây người ta làm đã không? Đây mới sợ đó là chính. Đây cắt rồi. Là làm không có đồng lọt. Hôm nay dính ít quá. Có được 3 con cống nhum. Hy vọng có đám lúa này dính con thôi. Đặt đâu rồi lần hết nhớ rồi. Hết hồng còn. Đâu đây. Mấy cái luồng nó chạy ra đâu đây. Sập quyến gì đấy. Ở dinh trục luôn nè. Khóa hoại mùa màng các bà con nông dân. Rồi hầu như là lần còn cái. Ở đây là con cái cuối cùng. Hy vọng dính con công nhâm nữa. Cái này đặt ngay chỗ cái thế.
Thế gì đây? Thế dính con chuột cơm. Trời ơi, dính con ếch nữa. Thiệt tình luôn. Đầu tiên dính con chim. Cuối bãi dính con ếch. Là chim ếch. Con chim nằm dưới con ếch. Là chết con chim. Rồi, hai lần giờ ấp máy. Máy lần về tới nhà lần tổng kết thành quả lần với cô chú anh chị. Rồi, nãy giờ lần cũng tranh thủ chạy về tới nhà với cô chú anh chị. Giờ lần lấy thành quả ra tổng kết luôn nha. À, hôm nay dính toàn hàng huyết không, hàng độc không. Nay dính ít. Do lần đặt bị nước ngập nhiều quá, nước ngập hết cũng hết bẫy luôn. Nên dính được như vậy thì cũng mừng đi. Rồi, thành quả của lượng hôm nay là dính được có thành quả lượng hôm nay dính được có 3 con chuột cống nhum, một con chim, một con ếch là 5, 6 con chuột lúa nữa là 11 con à. Rồi, video thăm bẫy chuột của lượng đến đây cũng xin kết thúc nha. Có ít chút xíu với cô chú anh chị em mình xem cũng thông cảm cho lượng nha, tại hôm nay lượng bận quá nên lượng không có đi đặt xa nhiều được đó. Rồi bây giờ lượng xin kết thúc video. Quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu thịt chuột nè, chuột đồng, chuột cống nhum, bẫy chuột, giờ lượng bán thêm chim, bồ câu ra gàn nha, bồ câu ra gàn, bồ câu sẻ, vịt trời, gắn hôn hành, và một số mặt hàng khác nha, lượng không có đăng lên được. Nó quý cô chú anh chị em nào cần thì cứ liên hệ lượng, lượng số điện thoại lượng sẽ ghim trên màn hình hoặc để dưới phần mô tả nha. Rồi bài thơ lượng xin chào, hẹn quý cô chú anh chị em mình những video tiếp theo nha. Rồi để lượng quay ra chỗ lượng bán xíu cho quý cô chú anh chị em mình xem đó. Ở đây thì lượng có bán thêm chuột bẫy gắn nè. Chuột bẫy gắn này là tầm 22 đến 30 con nè. Đó, chuột này là vừa đặt luôn đó. Anh em là chuẩn bị vô mùa đặt cuối vụ thì liên hệ lượng luôn. Đây, ở đây thì cũng còn mớ nè, chuột đồng, chuột cống nhum, chuột này mới đặt về luôn nha, bao khỏe luôn. Con này có, con này cắn lộn sức môi nè. Đó, con chuột bự không nha. Đó, đây thì có cắn con hành luôn nè, cao hành nhất nhì ba. Đây, ba chim một câu, bộ câu sẻ nha, lượng còn một câu ra gàn để nhà lượng kia chở ra. Được vô nhà lượng chở ra. Đó, cái đoạn đường của lượng ở đây là tỉnh độ 824 nha. Một kề Nguyễn Đức Hòa nhưng nằm bên xã Hữu Thạnh. Nó cây cầu đó, cầu cá ngoài đó, ngay chỗ Tài Lương Chỉ đó. Cái hướng đó thì đi lên thị trấn Đức Hòa nè, lên Củ Chi, lên Tây Ninh, Bình Dương, Hóc Môn. Đó, còn hướng ngay ngoài này là đi về Bến Lức nè. Về Bến Lức đi về quốc lộ 1A, đi về mình Tây mình. Đó, quý cô chú chị em nào có đi ngang đây thì cứ liên hệ số điện thoại lượng ghi màn hình nha, hoặc ghé đây trực tiếp cô luôn. Được, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thôi giờ lượng xin chào, hẹn quý cô chú chị em mình những video tiếp theo ạ.